Rất vui được gặp lại bà con và quý khán thính giả trong chương trình tọa đàm nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng do Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng và Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng truyền hình STV1, sóng phát thanh FM tần số 100,4 MHz trên website tht.vn và trên Facebook Truyền hình Sóc Trăng. Kính thưa bà con, lúa bị đổ ngã không chỉ làm mất năng suất mà ngay cả việc đưa cơ giới vào để thu hoạch cũng gần như bị tê liệt. Để thu hoạch số lúa này, bà con phải chi trả cho nhân công cao từ gấp 2 đến 3 lần, vừa mất năng suất vừa tốn thêm tiền dẫn đến lỗ nặng. Do vậy mà với chủ đề biện pháp hạn chế lúa đổ ngã, rất hy vọng sẽ là những cái thông tin thật sự hữu ích cho bà con để điều khiển ruộng lúa ngay từ bây giờ. Và các nhà khoa học sẽ trao đổi và tư vấn cho bà con trong chủ đề hôm nay. Ngọc Mẫn xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, giảng viên cao cấp Trường Đại học Cần Thơ, kỹ sư Phạm Văn Phước, chuyên viên kỹ thuật thuộc Tập đoàn Lộc Trời. Mọi thắc mắc của bà con liên quan đến chủ đề hôm nay, xin mời bà con gọi điện thoại về tổng đài 02993 526 526. Vẫn như thường lệ thì Tập đoàn Lộc Trời cũng sẽ dành 3 phần quà hấp dẫn dành tặng cho ba bà con may mắn khi tham gia tiết mục Đố Vui Nhà Nông. Thưa bà con, để lúa đừng bị đổ ngã thì bộ rễ lúa phải ăn sâu xuống bên dưới. Nhưng làm bằng cách nào? Và trước khi các nhà khoa học hướng dẫn cho bà con, Ngọc Mẫn kính mời quý bà con và quý khán thính giả sẽ cùng theo dõi một trích đoạn Thần Nông Phi Hành ngay sau đây. Hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô muốn ánh trăng vàng đổ đi? Cô Duyên à, mà trời này là mặt trời chứ làm gì có mặt trăng đâu. Chứ em nghĩ sao giờ, không lẽ giờ mình làm hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc hẳn ông mặt trời đổ đi, đúng không? À, ê, cũng kìa. Trời ơi, nắng chang chang đứng đó làm thơ làm thẩn. Con chào dì Tám Xíu. Ủa mà hai đứa con làm gì vậy? Tụi con tát nước. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ? Cách đây mấy bữa nè, mấy anh kỹ sư nông nghiệp bên địa phương á, đưa cho dì cái tờ giấy nói là cái ruộng lúa đang cao như vậy nè, là không được để ngập, mà mình phải là ngập khô xen kẽ trong suốt vụ mùa để tránh nó đổ ngã cây lúa. Giờ tụi bay đi tát nước ngập làm sao không hiểu luôn á, hoang mang quá. Đúng rồi đó, tía con nói là cứ tát nước đi, tát nhiều thiệt nhiều càng tốt. Cũng giống như người ta vậy đó, khát nước là phải uống nước, uống cho đã thì thôi. Chính xác. Rồi sau đó mới tăng lượng kali cho cây lúa, rồi họ phun thuốc diệt cỏ để ức chế sinh trưởng. Đúng vậy rồi, chính xác. Khát nước là phải cho nước nhiều vô, hiểu không? Tí vợ con cũng nói gì nè, giống mua cái quạt chất mà làm ức chế cây lúa nè, là không bao giờ bị đổ ngã. Quạt chất gì? Quạt chất bắc lo. Chà, cái đó đọc khó lắm, bắc lo. Bắc lo hả? Bắc lo. Ủa sao kỳ vậy ta? Kỳ là kỳ sao? Bây giờ bên cái ruộng lúa nhà Tám, Tám xử lý làm sao? Thì đó, bữa nay Tám đi thăm đồng nè, cũng tính áp dụng cái phương pháp ngập khô xen kẽ của mấy ảnh đó. Mà giờ tía mày nói như vậy sao tao hoang mang quá, không biết hỏi ai nè. Con thấy nó hơi lạ lạ rồi đó. Mỗi nhà có một kiểu xử lý như vậy, không có khoa học chút nào hết. Ôi trời ơi. Dạ thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, trong cái video clip vừa rồi đưa ra hai cái quan điểm rất khác nhau về cách mà bà con làm cho cây rễ lúa ăn sâu và cứng cây. Thì đây cũng là một cái thực trạng mà bà con mình cũng còn rất là lưỡng lự. Thì xin mời ý kiến tư vấn từ giáo sư ạ. Trước khi tôi phân tích sâu vô thì tôi thông tin với bà con á, trong cái quy trình canh tác mà của cái nông dân của Nhật đó, thì trong cái quy trình đó là nhà nước đã đưa cái việc gọi là rút nước giữa vụ vào trong cái quy trình chứ không phải. Thành ra cái việc mà ngập khô xen kẽ nó có bốn cái lợi mà bà con thấy. Cái lợi thứ nhất á, là giảm cái lượng nước sử dụng. Thì như vậy là mình giảm cái tiền bơm nước, nếu như mà nước mình phải bơm vô. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là sẽ giảm được cái độc chất hữu cơ và độc chất sắt ở trong ruộng lúa. Nghĩa là nhờ khi mà chúng ta rút nước sử dụng, không khí nó vào thì nó sẽ oxy hóa các cái độc chất hữu cơ cũng như là cái chất sắt mà bị hòa tan nó trở nên bị cố định trở lại, thành ra nó giảm đi cái độc chất thì cái cây lúa nó sẽ là tốt hơn. Và một cái thứ ba nữa đó là bà con thấy
cho tôi cái hình số 1 để bà con thấy cái thứ ba này nó rất là rõ. Tức là trong cái điều kiện rút nước á, thông thoáng á, thì cái bộ rễ lúa, bà con thấy hai cái bộ rễ lúa này không? Cái rễ, bộ rễ lúa phía bên tay trái đó là ngập nước liên tục. Bà con thấy cái rễ nó rất là dài nhưng mà rễ lông hút rất là ít. Trong khi cái rễ bên tay phải á, là có rút nước dữ dụ, bà con thấy rễ lông tơ rất là nhiều. Mà chính cái rễ lông tơ mới là cái miệng ăn dinh dưỡng của cái cây lúa. Và đồng thời á, như cô Mẫn nói lúc nãy đó, nghĩa là có rút nước như vậy thành ra rễ nó ăn sâu xuống. Bởi vì nó không ăn bàn lên trên vì lúc đó là khô rồi mà, nên nó theo nước nó đi xuống dưới nên nó sẽ có nhiều rễ lông hút và rễ nó ăn được sâu. Như vậy là nó hút cái dinh dưỡng ở trong đất, nó trở nên hữu hiệu hơn rất là nhiều. Và một cái cuối cùng cho cái hình tiếp theo ấy, là bà con thấy cái chỗ này, nghĩa là rút nước dữ dụ nó giúp cho cái việc gọi là cứng cây. Nghĩa là cái cây ít đổ ngã, mình nói không phải cứng cây mà cây cây lúa ít bị đổ ngã. Hồi nãy cô Mẫn cũng có cảnh báo là lúa đổ ngã thì giảm năng suất mà đồng thời cái chi phí cho gặt cắt nó cũng là tăng lên. Bà con thấy cái hình phía bên tay trái không? Cái bẹ lá lúa nó ôm chặt vô trong cái thân cây lúa. Mà cái bẹ lá này nó giữ cái nhiệm vụ là cho cái cây lúa được đứng giữ là tới 50%. Mà muốn cho cái bẹ lá cứng chắc á, thì cái bẹ lá này phải tiếp xúc được cái nắng mặt trời. Bà con thấy cái hình phía bên tay mặt không? Cái phần cái bẹ lá bên dưới á, bởi vì cái lóng thứ ba, thứ tư nằm ở tuốt sát với mặt đất á, nó thường hay là bị cong lại tại chỗ đó. Mà bây giờ mình để nước thành ra cái bẹ lá nó trắng phao, nó yếu gì lắm. Mà tôi thường hay nói ai mà ở trong mát hoài không có ra nắng thấy trắng trẻo gì, thấy yếu gì lắm. Ra ngoài nắng thấy con người nó nước da mặn mòi cứng chắc rất là nhiều. Thì cái bẹ lá cũng y vậy đó. Nếu như mà rút nước như vậy bà con sẽ thấy cái trắng đó ở trên cái bẹ lá nó sẽ mất, cái lá lúa trở nên cứng chắc hơn. Mà như vậy là nó giúp hỗ trợ cho cái thân lúa này tới 50% nên cái cây lúa nó giảm độ ngã. Thành ra đó là bốn cái lợi mà trong cái việc gọi là ngập khô xen kẽ đem lại cho cái ruộng lúa của mình. Dạ, nhưng mà trong cái điều kiện mà bà con mình không có, như mình rút khô rồi tới khi nào mình sẽ đưa nước vô được? Dạ, thường thì bà con mình phải làm một cái hố để mình theo dõi nó dễ hơn. Móc một cái hố bề ngang gang tay sâu khoảng cỡ chừng hơn gang tay như thế này, đào một cái hố như thế này. Thì khi nào mình quan sát cái mực nước mà ở trong hố này nó xuống cách mặt đất khoảng 1.5 feet là mình bơm vô là vừa. Bởi vì nếu mà nó rút sâu hơn á, chứng tỏ rằng đất có thể là bị khô. Thành ra cây nó lấy không lấy được nước. Thành ra nếu mà mình đào được một cái hố như vậy thì chúng ta theo dõi cái mực nước rất là dễ dàng. Mà nếu mà muốn cho cái hố này nó được tồn tại trong suốt một vụ lúa, thường thường người ta đào cái hố, người ta đặt xuống đó một cái ống. Một cái ống, có thể là bằng tre cũng được, cũng có thể là bằng cái bằng mấy ống nhựa, ống nước nhựa đó. Đường kính phải chừng tấc đây nè, đó trên hình đó bà con thấy đó, như vậy đó là có thể là mình theo dõi cái mực nước rất là dễ dàng. Còn nhiều bà con lại sướng nữa, làm cái phao thả lên trên cái mặt nước có cái cây lên như thế này, thành thử là khi nước rút xuống cái phao nó rút như này, cái cây bên trên nó kéo xuống thì thấy tới cái vạch nào đó là người ta đứng ở trên bờ, người ta nhìn xuống người ta bơm cái là xong. Thành ra rất là đơn giản. Vậy là có thể nhìn cái biểu tượng ở trên cái đọt lá lúa là mình biết là nước nó xuống sạch. Nhưng mà cái việc rút nước nó rất là hay vì nó có nhiều cái lợi ích như vậy. Thì trong một vụ lúa thì bà con mình sẽ chú ý rút nước ở những cái thời điểm nào thưa giáo sư? Thật ra đó thì mình gọi nó là cái cây lúa nước. Cây lúa nước là bởi vì nó chịu đựng được cái ngập nước, chứ không phải là bắt buộc phải nó ngập nước như ở trong cái câu chuyện nhà nông Di Hành đó. Cái quan điểm hai vợ chồng tôi nói cố gắng tác bị gì với cái quan điểm nói rằng cái cây lúa nước nên phải là nó đủ nước, không phải. Cây lúa nước là nó chịu đựng được ngập nước, chứ chỉ cần đất ẩm nó là đủ. Nhưng mà mình khai thác cái khả năng chịu ngập của nó để mà mình làm nhiều chuyện khác. Chẳng hạn như đầu vụ chúng ta vô nước để mà ém cỏ. Lúc mà lúa nó còn nhỏ đó, mình vô nước để ém cỏ, rồi vô nước để ém phèn, vô nước để mà chắn mưa hoặc là chắn nóng rồi trong cái ruộng lúa của mình. Và trong suốt cái chu kỳ sinh trưởng của cây lúa, bà con có thể nói là làm sao giữ cái đất mà nó ẩm là được. Nhưng mà ở có những thời điểm cực trọng á, thì mình coi chừng. Bởi vì nếu như mà thiếu nước cái là giảm năng suất. Đó là ở những cái thời điểm chẳng hạn như tượng đồng hoặc là những thời điểm trổ. Thì để ăn chắc thì những thời điểm đó chúng ta cho nó ngập nước như thế này, để có đi đám đi tiệc gì đó quên đi nữa, nó cũng không có bị thiếu nước. Chứ thời điểm này mà mình hơ hỏng nó xuống sắp mà mình không hay đó, thì nó sẽ dẫn tới cái chỗ là giảm năng suất. Nên là những thời điểm cực trọng đó thì chúng ta giữ nước. Xin cảm ơn giáo sư. Và thưa kỹ sư Phạm Văn Phước, thì chúng ta đã biết rằng là
bầu rễ rất là quan trọng. Và trong nhiều chương trình thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ cũng đã chia sẻ với bà con mình là bầu rễ là như cái miệng của cây lúa, để không chỉ là bám trụ vào đất mà còn là hấp thu cái dinh dưỡng khi chúng ta đưa vào. Vậy thì trong cái điều kiện mà bà con muốn hỗ trợ cho cây lúa có thêm nhiều rễ thì bên tập đoàn Lộc Trời có những cái sản phẩm nào có thể là hỗ trợ thêm cho cái công việc này của bà con mình? Thì kính thưa bà con đang xem chương trình, thì chúng ta biết cái vai trò bộ rễ rất là quan trọng đối với cây lúa, mà cái điều này rất là đặc biệt là cái bộ rễ lúa thì bà con mình ít coi nào thấy được lắm. Đa số chúng ta chỉ thấy là cái cây lúa, cái lá lúa hoặc là cái bông lúa thôi, nhưng mà cái phần chính của bộ rễ nó sẽ làm cho cái bông chúng ta nó chắc hay không, hoặc là cái lúa ta bám víu được hay không là nhờ cái bộ rễ. Và chúng ta thấy cái hình mà cái ống nước á, nó thể hiện là cái chuyện ta phải làm sao canh mực nước chuẩn để cho cái bộ rễ nó khỏe. Tại nếu bà con bơm nước nó quá sâu á thì không có điều kiện để cho nó kích cái bộ rễ nó ra ngoài được. Nhưng mà để cái lúa nước, cái nước nó quá khô á thì lại là cái rễ nó không phát triển được, nó thiếu nước, thành ra nó cũng không có, cái bộ rễ cũng không khỏe lắm. Thành ra chúng ta có thể đặt cái ống nước để chúng ta xem cái mức độ bộ rễ. Bà con có hình rất là rõ. Thế nếu mặt đất nó vừa nước chân chim thì chúng ta sẽ nhìn xuống cái ống mà cái nước mà lúc đó chúng ta sẽ bơm nước vào. Và cái hình thứ hai thì nhờ bộ phận kỹ thuật có thể show lên, mà cái ruộng mà bà con mình dễ thấy nhất á là chúng ta chỉ dẹt ra và chúng thay cái nền đất mà nó vừa dán cháo, tức là cái bộ rễ, cái rễ mền nó vừa bò lên trên á, thì lúc này chúng ta có thể là cho cửa nước tiếp theo được rồi. Tại vì đất chúng ta tương đối dẻo và chúng ta đừng để quá khô, khi khô thì khả năng nó bị dậy cái tầng sinh phèn. Thành ra chúng ta chỉ cần cho nó dẻo dẻo như thế này là chúng ta để đảm bảo đủ nước. Và phía bên tập đoàn Lộc Trời thì có một cái sản phẩm để hỗ trợ, mà chỗ cái tiếp theo cái lời của chỗ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đó, thì chúng ta cần để có nhiều cái miệng cho cái lúa chúng ta lấy cái phân bón cũng như nước và khoáng chất trong đất á, thì chúng ta đưa vào từ phía trên cái sản phẩm là cái rai Honder. Chính cái rai Honder này đó nó kích hoạt từ phía trong cái nội lực cái lúa chúng ta đẩy ra một cái hóc môn, thì nó bổ sung thêm cái hóc môn này vào, thì nó hóc môn này nó hoạt quá thì làm cho cái quá trình mà sinh ra nhiều cái rễ lông hút trong cái quá trình mà chúng ta khi mà phát triển, khi mà con mình nhổ lên á thì cái bộ rễ nó có hai phần. Đầu tiên là cái rễ cái này nó phát triển trước, và sau đó nó cần nhiều cái lông hút là cái rễ nhánh á, để nó hút được dinh dưỡng và nước á, thì chúng ta đưa cái rai Honder này vào những giai đoạn cực trọng, đặc biệt là giai đoạn mà khi mà lúa khoảng từ 15 cho tới 20 ngày, giai đoạn mà từ chúng ta thời điểm đó khi mà bộ rễ rất là non nớt, nó dễ tấn công bởi cái phèn cũng như là cái ngộ độc hữu cơ, thì thời điểm này chúng ta đưa cái rai Honder vào để chúng ta quạt quá làm sao mà đẩy được ra ngoài cái bộ rễ lông hút mà có nhiều lông hút á, thì nó sẽ thuận lợi cho cái điều kiện đồng ruộng của bà con nông dân mình. Thì chúng tôi tin rằng khi mà chúng ta kết hợp hai yếu tố, vừa quản lý ướt khô xen kẽ và đồng thời chúng ta nhấn được cái rai Honder từ phía trên vào giai đoạn mà từ 15 tới 20 ngày, thì lúc này chúng ta sẽ có cái đồng ruộng rất là tốt để mà chúng ta có cái năng suất bội thu ạ. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Phạm Văn Phước. Thưa bà con, vừa rồi thì hai nhà khoa học của chương trình đã hướng dẫn cho bà con cái cách để mà hỗ trợ cho bầu rễ có được nhiều rễ hơn và rễ ăn sâu hơn. Và khi bầu rễ là có nhiều thì sẽ giúp giảm được 50% cái cây lúa mà bị đổ ngã. Và chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cái biện pháp hạn chế lúa bị đổ ngã sau phần đố vui nhà nông. Dạ, mời cái sư Phạm Văn Phước nêu câu hỏi của chương trình hôm nay ạ. Dạ, thưa bà con, thì câu hỏi đố vui hôm nay có nội dung như sau. Vì sao sản phẩm Silimax được ví như kiềng ba chân để cho giúp lúa cứng cây? A là chứa chất canxi làm cho tế bào dính chặt lại với nhau. B là có chứa các chất kali làm cho thành vách tế bào dày hơn. Và C chứa chất silic làm cho thành tế bào được quá gỗ. Và D là cả ba câu A, B, C là câu trả lời đúng. Và bà con chọn một đáp án đúng nhất, gửi về số điện thoại là 0929 141 000, sẽ có 3 phần quà dành cho bà con nông dân. Mỗi phần quà là 2 chai Silimax sẽ được công bố vào cuối chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn kỹ sư Phạm Văn Phước. Thưa bà con, đầu vụ hè thu năm nay thì tập đoàn Lộc Trời đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi, gọi là tri ân đến những bà con đã từng gắn bó với tập đoàn Lộc Trời. Sau đây xin mời bà con sẽ cùng theo dõi những cái thông tin của chương trình này. Cùng tập đoàn Lộc Trời cào nhanh tay đúng ngày SH. Từ ngày 5 tháng 5 năm 2019, khi mua các sản phẩm Silivac, Kinalus, Perm Flower và Tota, bà con sẽ nhận được ngay phiếu cào với cơ hội sở hữu 3 xe SH Mode, 26 xe Quê Alpha, 180 giải, 0,5 chỉ vàng và hàng chục ngàn giải thưởng bằng tiền mặt. Chương trình cào nhanh tay đúng ngày SH với 88.888 giải thưởng được thực hiện đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2019 tại các đại lý thuốc bảo vệ thực vật chính thức của tập đoàn Lộc Trời.
Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, thì khi mà Ngọc Mẫn có gặp một vài cái trường cánh đồng mà bị đổ ngã, thì Ngọc Mẫn có quan sát thì thấy cây lúa nó ngã nó có rất là nhiều cái cách, khòm xuống cũng có, rồi nó ngã sạp sát xuống đất cũng có, mà thậm chí là không phải đợi tới lúa chín mà nó ngã, mà khi lúa vừa trổ đồng thôi là cũng đã ngã. Nhưng mà Ngọc Mẫn muốn được biết thêm đó là cái trường hợp lúa ngã với nó gãy thân nó có khác nhau hay không, và trên cây lúa nó có những cái dạng ngã như thế nào. Thì cô Mẫn cũng biết là cái thường chúng ta trồng lúa thì nó phải đứng như thế này cho tới khi thu hoạch để có cái năng suất. Nhưng mà trường hợp nó nằm ngang như thế này mình gọi nó là ngã. Thì để mà quan sát thì người ta coi cái chiều cao của đồng ruộng, ví dụ như thấy mà nó hơi ngã gì hay là nó ngã rạp như thế này, người ta gọi là cái chiều cao đồng ruộng để mà đánh giá cái canh tác nó có đúng hay không đó. Thì tôi theo dõi là cái việc ngã này thì bà con biết là nó có ba cái trường hợp mà nó có thể dẫn đến cái việc là gây cho cái cây lúa bị ngã. Cái thứ nhất á, là đất quá mềm yếu nên như vậy là rễ nó bấu không có vững nên nó ngã nó nằm rạp xuống, nghĩa là gọi đi giống như là trốc gốc á. Trốc gốc rễ nó bám nó không vững. Đó là những trường hợp mà cái đất mà ở những cái chỗ lung, chỗ trũng rồi nó mềm nhão, hoặc là chúng ta ninh nước quá lâu nó giữ không được thì nó nằm như thế này. Còn cái cách thứ hai đó là cái thân lúa như cái thân rạ này như vậy là nó yếu nên nó bị cong. Nó bị yếu nên nó nằm cong, nó khòm xuống như thế này. À, thì cái đấy là do cái chỗ là thân rạ nó bị yếu. Mà thân rạ bị yếu thì nó có nhiều cái nguyên nhân gì lắm. Có thể là cái giống bị yếu rạ nè. Có thể là trồng quá dày nên nó lo nó nhóng, nên cái nó ốm yếu nên nó bị cong. Cũng có thể là do bón đạm quá nhiều. Rồi cũng có thể là không rút nước để cho bẻ lá nó cứng như tôi nói lúc nãy. Và cũng có thể là nó thiếu ba cái chất mà tôi nhớ hồi nãy trong cái câu đố của anh Phước đó. À, có cái chất là canxi, silic và kali. Tôi nghĩ rằng anh Phước hỏi rất là ý nghĩa đấy. Nghĩa là làm sao, vì nó có cái trường hợp là bây giờ nếu mà thiếu các cái chất đó thì cái thân lúa nó cũng sẽ bị yếu, thì như vậy là nó sẽ bị khòm xuống, thì coi như là nó bị ngã. Và một cái thứ ba nữa là cái lóng của nó bị gãy. Trường hợp này nó ít hơn rất nhiều, gần như hiếm. Tôi quan sát tôi thấy ít khi nào mà nó bị gãy lúa, mà chủ yếu á, phần lớn trong cái vấn đề ngã này là do cái thân rạ nó bị yếu. Còn cái đất mà mềm nhão thì mình nói để giờ cái vấn đề rút nước giữa vụ, hoặc là chúng ta, anh Phước giới thiệu một cái sản phẩm để mà tăng cái bộ rễ để nó bấu vô ở trong đó. Thì đấy là cũng là một trường hợp nhưng mà nó ít hơn. Mà chủ yếu là cái thân rạ nó bị yếu. Nên tôi nghĩ rằng trong cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn cái cách làm sao để làm cho cái thân rạ của nó được cứng chắc để nó giảm được cái độ ngã. Thì cái chuyện đó là chính yếu. À, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Và thưa bà con, một số bà con của chúng ta cũng đã từng mất năng suất và mất bao cái công chăm sóc bởi lúa bị đổ ngã. Nhưng với cái sự mất mát và mất năng suất đó thì đã khiến cho bà con mình quyết đi tìm cái biện pháp. Và cái băng hình ngay sau đây đã ghi nhận những cái chia sẻ của bà con trong cái biện cách mà giúp cho lúa cứng cây để hạn chế đổ ngã. Trước tình trạng mưa nắng bất thường để hạn chế tình trạng lúa bị đổ ngã, ngoài các biện pháp canh tác như làm đất kỹ, xạ thưa, bón phân cân đối, điều tiết nước theo chế độ ngập khô sang kẽ, bà con nông dân còn sử dụng loại phân bón lá hữu cơ sinh học Silimat. Bà con xem đây là một trong các giải pháp hữu hiệu giúp lúa cứng cây, hạn chế đổ ngã. Bên cạnh đó, bà con còn sử dụng Silimat để sửa lúa bị nhóng thân, vượt lá. Mình xịt Silimat vô. Silimat thì nó khống chế được cái chiều cao. Cho tới bữa nay là lúa tôi 32 ngày thì lúa nó không có vượt chiều cao, nó màu mã gà như vậy nè, rất là đẹp. Số chồi thì cũng đạt nhưng mà chiều cao nó vừa phải, nó không có cao nữa. Đồng tình với cách làm đó, ông Bùi Văn Sâm cho biết 1 hecta đất lúa của mình nằm ở khu vực trũng, trước đây thường bị đổ ngã vào cuối vụ. Mấy vụ lúa gần đây, trong các lần bón phân cho lúa, ông chuyển hoàn toàn từ phân ure trắng sang ure đen của Lộc Trời và kết hợp phun Silimat để lóng thân ngắn lại, lá dày lên, cộng thêm thuốc trừ bệnh để lúa cứng cây sạch bệnh. Ở vùng tôi á là thí dụ dùng chủng, dùng đất chủng á, thì cây lúa nó trong 15-17 ngày nó bị ốm yếu á, thì phải phun Silimat để cho cái thân lá nó đứng, cây nó cứng lại.
lúa làm đồng thì tôi phun Silimac kết hợp với Amitatop với Totan để cho cây lúa nó cứng lại và cái đồng nó to với mà cho nó hạn chế cái đổ ngã. Lúc lúa chỗ lẹt sẹt á, mình xài Silimac á để cho nó chỗ thoát chỗ nhanh, cứng cái cổ bông, hạn chế cái đổ ngã. Lúc lúa chỗ đều á, mình phun là một lặp lại một lần Silimac nữa để cho nó lúa vào gạo nhanh, cho nó chắc hạt. Kinh nghiệm này được bà con chia sẻ cùng nhau, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường, cuối vụ hè thu, mưa bão thường xảy ra liên tiếp, nên lúa thường bị đổ ngã. Vì vậy, bà con chọn giải pháp phun thêm Silimac để lúa ngắn lóng lại, cứng cáp hơn, bộ lá xanh dày. Từ kết quả thực tế của các vụ lúa cho thấy, phun Silimac ở các giai đoạn phát triển của cây lúa đã hạn chế tình trạng đổ ngã, bảo vệ tốt năng suất, chất lượng lúa. Lúc 40 đến 42 ngày là tôi bón phân đón đồng là tôi xịt cái Silimac. Tôi xịt xong cái lóng này nó đóng dày lại, nó dày cái cơm lên để sau này nó không có đổ ngã là mới là ăn chắc. Đó là đợt 1. Còn đợt thứ 2 là đợt từ 55 ngày trở lại 52 ngày thì tôi xịt một lần nữa. Có nghĩa hai cái lóng sau cùng là hai cái lóng quan trọng nhất của cái cây lúa trong một vụ lúa. Cho nên chính vì vậy mà tôi phải chú trọng ở chỗ đó để cho nó đảm bảo cái vụ mùa bội thu. Dạ. Yeah. À, thưa kỹ sư Phạm Văn Phước, trong phóng sự thì bà con có nhắc đến cái sản phẩm Silimac và sản phẩm này đã giúp cho bà con mình điều khiển cái được cái cây lúa là lóng dày hơn, rồi cứng cây hơn và đặc biệt là ruộng lúa cũng ít bị sâu bệnh hơn. Thì kỹ sư có thể giải thích thêm về cái lợi ích này của Silimac và trong một vụ lúa thì bà con mình nên sử dụng Silimac như thế nào? Dạ, yeah. Thì kính thưa chỗ MC Ngọc Mẫn cũng như là bà con đang xem chương trình, thì chúng ta thấy là cái điều đưa lên rất là bất lợi cho bà con nông dân mình là mình thấy là trong vài ngày qua là mưa đã xuất hiện đều ở đồng bằng sông Cửu Long. Và mình thấy khi mà vô mưa vậy thì cái cơ chế mà cái nước mưa đó thì làm cho cái bộ lá chúng ta nó dễ mỏng và cái lúa nó dễ vươn dài. Thì mình thấy cái yếu tố mà để cho chống đổ sập là nó phù hợp với chủ đề hôm nay chúng ta đang quan tâm. Và nhiều anh nông dân có kinh nghiệm rất là hay, có anh thì sử dụng giai đoạn là đẻ nhánh, có anh giai đoạn thì làm đồng, có anh giai đoạn thì trước chỗ, có anh giai đoạn sau chỗ. Như vậy thì Silimac hầu như nó xuất hiện hầu như ở tất cả các giai đoạn cây lúa. Và trên hình thì bà con thấy bộ phận cây thực đang sâu lên đó. Nếu chúng ta giữ nước thường xuyên thì những cái lóng hình thành đầu tiên này á, ở phía bên trái bà con nông dân mình đang xem á, thì nó sẽ bị trắng và nó mềm, nó bợp, khi bóp vô thì nó mềm thành ra nó dễ sập. Nhưng mà cái phía bên tay phải á thì bà con thấy những cái lóng này á, bà con mình có xiết nước và đồng thời chúng ta có hỗ trợ cái Silimac thì bà con thấy cái lóng nó xanh dày. Và mời bộ phận cây thực sâu thêm cái hình thứ hai á. Và mình thấy khi phun Silimac á, cái hiệu quả là sao? Trong nãy cái câu đố chương trình đó chúng ta nêu ra cái vai trò của cái kali và cái silic á, bà con thấy giữa cái lóng có phun Silimac và không phun Silimac á thì cái thành vách nó sẽ dày hơn, thành ra anh nông dân đánh dấu yếu tố mà cái lóng nó ngắn lại mà nó ít bị vương dài là chẳng qua do cái lóng chúng ta được phình to ra. Và mình nhìn thấy á là cái yếu tố mà cái lóng nó phình to thì bộ rễ nó phát triển nhiều nữa thì cái cơ hội mà đổ sập của con nông dân mình trong mùa mưa á nó sẽ bị ít đi. Và khi mà Silimac á nó có cái vai trò là nó bổ sung ba cái chất mà chuyên để cho cái lúa chúng ta vừa phình to, dính chặt và nó quá gỗ thì đồng thời nó kết chặt lại như vậy thì làm cho cái lúa chúng ta dễ cứng chắc trong cái mùa mưa này. Và bà con mình nhớ một điều á là tại sao mà người ta đưa yếu tố Silimac mà nãy anh nông dân cũng chia sẻ, tại sao phun trong mùa mưa mà chúng ta phun vào chỗ đều. Tại khi mà lúa chúng ta chỗ ngay mưa thì cái vỏ trấu non, cái cổ bông cũng non thì lúc đó cái cơ hội mà cái nấm bệnh đi vô hoặc là cái yếu tố vi khuẩn nó tấn công vào trong cái cổ bông cũng như là yếu tố cái vỏ hạt á thì làm cho cái hạt lúa chúng ta nó mất màu hoặc là bán không được giá. Thì chính cái Silimac này nó chính có yếu tố của cái kali, canxi và cái silic thì khi phun giai đoạn sau chỗ á thì làm cho nó hoạt quá thì cái vỏ chấu nó cứng cáp hơn và nó kháng lại sự xâm nhiễm của nấm bệnh cũng như vi khuẩn. Thành ra cái Silimac trong mùa mưa này rất là thuận lợi cho con nông dân mình. Và chính cái cơ chế đó thì chúng ta có nhiều giai đoạn để phun. Tại trong Silimac là nó bổ sung dinh dưỡng, thành ra bà con mình phun ở giai đoạn nào cũng được. Nhưng mà để hiệu quả cao nhất thì khi mà giai đoạn lúa 20 ngày bà con mình xuống cửa phân thứ hai thì chúng ta đưa cái Silimac vào trong cửa phân thứ hai mà lúa 20 ngày này thì lúc này những cái lóng đầu tiên hình thành đó thì nó sẽ được phình to, nó bó chặt và nó sẽ bám víu được thì lúc đó làm cho nó ôm cái thân vô thì cái đầu tiên nữa bước thành công đầu tiên. Và thứ đoạn thứ hai khi giai đoạn chúng ta bón phân nuôi đồng chúng ta đưa lượng phân lớn vào thì chúng ta đưa thêm cái Silimac này vào giai đoạn thứ hai nữa thì lúc đó nó quạt quá làm cho những cái lóng kế tiếp hình thành nữa nó được đắp thêm một lớp xi măng nữa thì lúc đó cái cơ hội mà chúng ta sẽ đổ sập sẽ thấp hơn. Thì chính những cơ chế này thì bà con sử dụng Silimac trong mùa mưa sẽ rất là thuận lợi để bảo vệ năng suất cũng như là phòng chống đổ ngã sẽ tốt hơn ạ. Cảm ơn kỹ sư Phạm Văn Phước. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, qua những cái chia sẻ của kỹ sư Phạm Văn Phước,
anh có đưa ra rằng là sử dụng Silimax như là một cái loại phân bón. Dạ. Về góc độ khoa học thì giáo sư thấy như thế nào? Bà con mình có thể là bổ sung những cái loại trung vi lượng này kèm theo như là cái loại đa lượng mà mỗi lần bà con mình bón phân được hay không ạ? Thì thật ra thì cái chất canxi, kali và silic đều là cái dưỡng chất của cây cần. Yeah. Mà ở trong đó chẳng hạn như cái chất silic đi, bà con biết là cái cây lúa nó cần đạm một, nó hút đạm một thì nó hút silic tới 4 lần. Mà cái vai trò của canxi, silic, kali thì nãy giờ kỹ sư Phước cũng đã trao đổi với lại bà con rồi. Nhưng mà có một điều là tôi thông tin với bà con đó là cái chất silic với cái chất canxi đó là hai cái chất này được đánh giá là hai cái chất mà nó không có chuyển vị ở trong cây. Chính cái chỗ không chuyển vị trong cây nãy nên kỹ sư Phước cũng có tìm hiểu thấy sao mà nông dân có thể là dùng rất là nhiều lần trong một cái vụ lúa nó là vậy. Tôi lấy thí dụ chẳng hạn như bây giờ một cái cây lúa mình là vậy, trong suốt cái đời sống nó có vào khoảng cỡ chừng 13 tới 15 lá. Thì khi nó ra cái lá, những cái lá bên dưới này thì nó có cái tuổi thọ, rồi nó chết. Để cuối cùng khi mà nó trổ, bà con thấy nó còn có 4 lá bên trên, thì như vậy là nó mất đi vào khoảng cỡ 9-10 lá đằng. Thì đối với những cái chất mà chuyển vị chẳng hạn như là đạm nè, lân nè, hen hay là kali, thì trước khi cái lá này chết á, thì nó sẽ huy động cái dinh dưỡng nó trở vô để nó đem lên cho cái lá non hơn. Nhưng mà silic và canxi thì không có chuyện đó. Chết là mang theo luôn. Cái lá già mà trước chẳng hạn như mình cung cấp cái chất canxi và silic, nó hút vô để nó tạo ra cái lá này, thì cái lá này già chết hả? Chết rồi mang theo đi luôn, chứ không có đem diễn vị trở lại để đem nuôi cái cái lá non hơn. Nên tôi mới gọi đây là hai cái chất mà rất là bủn xỉn. Thường thường thì người ta trước khi chết là để của cải con lại cho con cháu xài, còn đằng này là chết là mang theo luôn. Nên chính vì vậy đó mà con cháu phải chuẩn bị. Có nghĩa là sau này khi mà những cái lá trên mà muốn cho nó đứng như thế này đây á, lại tiếp tục phun silic và canxi. Hoặc là cái lóng cũng vậy nữa. Bây giờ trong cái giai đoạn mà nó hình thành ra cái lóng này, mình muốn cho nó cứng thì mình phun silic canxi vô thì nó cứng lóng này. Nhưng mà khi cái lóng ở trên bắt đầu phát triển thì nó không có chuyển vị đó. Có nghĩa là nó không lấy cái canxi silic ở cái lá, ở cái lóng dưới mà nó cho cái lóng trên. Nên khi mà mình muốn cho cái lóng ở trên này mà nó cứng á, thì lại tiếp tục phun silic và canxi. Nên chính vì thế mà nhà nông của mình nghĩa là khi mà thấy cần ở giai đoạn nào á thì đem cái Silimax ra mà xử lý, từ đánh giá nó là như thế. Dạ. Dạ. Cảm ơn những cái phân tích vừa rồi của giáo sư. Dạ. Trong thực tế, việc sử dụng phân đạm thông thường chỉ đạt hiệu quả từ 50 đến 60%. Nguyên nhân do phân đạm tăng nhanh, dễ bị bốc hơi và bị nước cuốn trôi, rễ không hấp thu hết phân bón. Nay đã có phân bón tiết kiệm Đạp Flex. Đạp Flex có độ liên kết mạnh, không bị nước cuốn trôi. Đạp Flex được áo bên ngoài một lớp Humalai nên chậm tan, ít bay hơi, để lúa hấp thu phân bón hiệu quả, tiết kiệm được 20% lượng đạm. Sử dụng phân tiết kiệm Đạp Flex, lúa khỏe, ít sâu bệnh, năng suất vượt trội. Sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời. Quý khán thính giả và bà con đang theo dõi chương trình tọa đàm trực tiếp với chủ đề biện pháp hạn chế lúa bị đổ ngã. Và Ngọc Mẫn xin phép nhắc lại câu hỏi đố vui để bà con mình tiếp tục tham gia với chương trình. Câu hỏi đố vui có nội dung như sau: vì sao Silimax được ví như kiềng ba chân giúp lúa cứng cây? A. Chứa chất canxi làm cho tế bào kết dính lại với nhau. B. Chứa chất kali làm cho các thành vách tế bào dày hơn. C. Chứa chất silic làm cho thành tế bào quá gỗ, thân lúa càng quá gỗ càng cứng. D. Cả 3 câu ABC là câu trả lời đúng. Bà con chọn một đáp án đúng nhất rồi soạn cú pháp đáp án họ tên địa chỉ gửi về số 0929141000. Sẽ có 3 phần quà dành tặng cho 3 tin nhắn sớm nhất và trả lời đúng câu hỏi trên. Mỗi phần quà sẽ là 2 chai Silimax và kết quả sẽ được công bố vào cuối chương trình. Thưa bà con, cây lúa bị đổ ngã còn do bởi dư phân đạm. Và từ khi chuyển phân đạm trắng thông thường sang sử dụng phân đạm Black của tập đoàn Lộc Trời, thì những nhà nông trong phóng sự ngay sau đây đã có được cái kết quả ruộng lúa thay đổi tích cực hơn. Những ngày qua sau những đợt nắng nóng kéo dài là những cơn mưa lớn, thời tiết thay đổi đột ngột, cây lúa bị sựng lại, kém phát triển. Đây là tình huống thường gặp trong vụ lúa hè thu. Để cây lúa khỏe hơn, bà con nông dân muốn cung cấp thêm phân đạm cho lúa có nhiều dinh dưỡng. Tuy nhiên, điều bà con lo ngại là nhiều phân đạm lúa sẽ nhóng thân, phượt lá, dễ bị đổ ngã, tạo môi trường thuận lợi cho sâu bệnh bộc phát.
Bằng kinh nghiệm của mình, bà con có cách làm hay vừa tăng cường sức khỏe cho lúa, vừa ngăn ngừa dịch hại xâm nhiễm ruộng lúa của mình. Ở trong cái thời tiết mà nắng mưa nó thất thường này á, thì cái lúa tôi nó bị vàng giọt. Và thì cái cách mà khắc phục của tôi á, tôi xài UV gắt các vụ vừa qua thì tôi xài đều hiệu quả hết. Chỉ sau một vụ xài thử nghiệm Ure Black của Lộc Trời cho đồng lúa của mình, anh Nguyễn Trọng Nghĩa bị chinh phục bởi hiệu quả của loại phân này. Xài Ure Black hạn chế được tình trạng mất phân, lúa hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, bộ rễ khỏe, lúa khỏe chắc cây, góp phần vào việc gia tăng năng suất chất lượng lúa. Theo đó, các vụ lúa tiếp sau Ure Black được anh chọn để thay thế hoàn toàn phân Ure trắng. Có xài sản phẩm của Ure Black của công ty Lộc Trời, thấy nó so với UE trắng thông thường thì vượt lợi lượng phân so mỗi một lần bón là có khoảng 2 kg, và cái màu xanh của lá lúa xài sản phẩm UE lách thì kéo dài hơn so với UE trắng là cỡ 5 ngày, tại vì thấy nó bản lá nó thấy nó không có phượt lá so với sản phẩm UE trắng thông thường, ít có bị sâu bệnh tấn công so với UE trắng thông thường. Tôi nên rất thích sản phẩm UE lách. Mùa mưa, bà con nông dân rất lo ngại tình trạng lúa bị đổ ngã giai đoạn cuối, nhất là ở vùng trũng. Phân UE Black của Lộc Trời đã giúp bà con nông dân giải tỏa được nỗi lo này. Khi sử dụng Ure Black, lúa cứng cây, dày lá ít nhiễm dịch hại, chống được đổ ngã. Cây lúa ăn phân đạm từ từ nên có màu xanh dừa, màu vàng chanh và cầm màu rất lâu. Đặc biệt, thân cây lúa không bị mềm xốp, không nhóng thân nên giảm đổ ngã. Chính vì những ưu điểm này, Ure Black được bà con nông dân ưu tiên sử dụng cho đồng lúa của mình. Ông Ngô Văn Úc có 3 hectare đất trồng lúa, kinh nghiệm ông đúc kết được từ các vụ sản xuất vừa qua. Đó là thay thế phân Ure trắng bằng Ure Black của tập đoàn Lộc Trời sẽ giảm được chi phí sản xuất và hạn chế được đổ ngã và lúa ít nhiễm sâu bệnh. Vì theo ông, Ure Black của Lộc Trời tan chậm, ít thất thoát phân, lúa hấp thu phân bón từ từ nên không có hiện tượng thân nhóng cao, vượt lá. Tôi thấy từ cái chỗ mà từ có cái Ure đen này nè, thì tôi thay thế cái Ure trắng. Bởi vì cái mình xài cái loại trắng á, thì cái lá nó xanh á, là nó xanh bạo phát bạo tàn. Còn Ure đen này nó xanh, mà nó xanh kiểu cứng cây, mà chỗ lại là nó chỗ cái mã chanh là rất là đẹp, nó là nó không có bị quạt lá, cho nên là nó ít bị cái đổ ngã. Từ cái chỗ tôi xài lên cái UV đen này được là 3 năm, giảm đó là được 20% phân đạm đó, kết quả là rất là cao. Hiệu quả của Ure Black được chứng minh thực tế qua nhiều vụ lúa, nên nhiều bà con nông dân đã chuyển hẳn từ phân Ure trắng sang Ure Black của Lộc Trời và đạt được kết quả như mong muốn. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, những nhà nông ông phóng sự vừa rồi đã chia sẻ rất là rõ về cái hiệu quả của cái phân đạm Black của tập đoàn Lộc Trời. Đó là cái phân này được áo bên ngoài một cái lớp hữu cơ. Nhưng mà về cái góc độ khoa học thì cái chất hữu cơ khi mà áo ở bên ngoài cái viên phân á, thì nó sẽ đem lại những cái lợi ích gì khác nữa mà cho cây lúa mà khiến cho cái bà con mình cảm thấy rằng bây giờ là rất là tự tin khi sử dụng. Cô Mẫn muốn tôi trao đổi cái góc độ học thuật hơi sâu một chút xíu là như thế này. Bà con biết là khi mà chúng ta bón phân ure cho cái cây lúa là muốn cho cái cây lúa ăn cái chất đạm. Chất đạm. Mà cái trong ure nó có chất đạm mà cái lúa không ăn trực tiếp cái ure. Nên cái ure khi mà chúng ta thảy xuống ruộng như thế này thì ure nó phải bị thủy phân hay bị chuyển hóa thành ra cái chất đạm, mà cái mình gọi là cái đạm amôn đó, thì cái cây lúa mình nó mới ăn cái chất đạm đó được. Mà cái cây bột, bà con biết là cái cây lúa mà ăn phân đạm, ăn chất đạm đó, thì nó giống như con heo vậy, nó ăn thừa, nghĩa là mỗi ngày nó ăn một mớ, ngày ăn mớ, chứ không phải bà con liền ure xuống cái là ra cái chất đạm amôn, cái là cây lúa ăn ngấu nghiến giữ trong người của nó để nó xài dài dài, không phải, mà nó phải ăn từ từ. Nên mình hiểu được cái chuyện như thế thì mình mới thấy cái chỗ như thế này. Khi mà cái ure này mà chuyển ra thành cái chất đạm amôn mà cho cái cây lúa ăn đó, mà lúa ăn không ngày hôm nay không hết mà còn nhiều quá, thì cái đạm amôn này nó sẽ đi. Nó đi bằng cách nào? Nó có thể là nó bay hơi, có thể là nó theo nước, nó trôi ra ở ra khỏi cái ruộng của mình. Nên như vậy là các nhà khoa học người ta mới thấy rằng bây giờ phải làm sao kiếm một cái gì đó để giữ nó lại.
nên người ta dùng cái từ nó gọi là cây lát thôi. Bà con nhớ rằng cái chất dữ đó, cái chất dữ đó là cái chất là humic acid hay là fulvic acid, tức là cái màu đen mà áo bên ngoài đó. Hồi nãy cô Mẫn hỏi tôi cái humic rồi cái fulvic đó là tôi nói là cái chất giữ lại, nếm giữ cái chất đạm amon lại như thế này để chi, để nó giảm mất. Nên hàng ngày như vậy là cái khi cái cây lúa mà cần thì nó có một cái sự gọi là thỏa thuận giữa cái chất giữ này lại với cái rễ lúa, thì cái rễ lúa nó sẽ lấy từ từ cái chất đạm. Nên hồi nãy trong phóng sự nhà nông cũng có phát biểu là nó không có bạo phát bạo tàn là vậy, có nghĩa là nhả ra từ từ để cho cái cây lúa nó ăn. Thành ra cái cô Mẫn hỏi tôi chứ cái vai trò của cái chất áo ở bên ngoài nó là cái gì vậy, thì có thể tôi nói một cách nôm na nãy giờ đó, nó là một cái chất để giữ lại, không để cho cái chất đạm mà thức ăn của cái cây lúa như vậy là nó mất đi theo không khí, mất đi theo nước, và cây lúa muốn ăn một cách một bút nhiều nó cũng không được. Nên á, mình nói rằng nó sẽ là chậm phân giải, nhưng mà đồng thời cái chất giữ này á, bên cạnh cái khả năng nó có giữ rồi á, thì bản chất của cái chất giữ này nó cũng có cái tác động tích cực trong cái việc phát triển bộ rễ cũng như là cái bộ lá của cái cây lúa. Như vậy là nó có hai cái lợi ở trong cái này. Một mặt thì nó giữ cái chất đạm amon mà do từ cái ure chuyển hóa ra, và đồng thời chính bản chất của cái chất humic và fulvic này cũng là cái chất nó kích hoạt cho cái cây lúa phát triển. Đã, nó có hai cái lợi như thế mà tôi gọi là cái lợi kép là vậy. Dạ, cảm ơn những phân tích của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thưa tiến sư Phạm Văn Phước, băn khoăn về việc bón phân đón đồng cho cây lúa trong cái điều kiện mùa mưa thì khán giả Võ Đình Tuấn ở Châu Khánh, Long Phú, Sóc Trăng có gửi đến chương trình chúng ta câu hỏi là đất bằng phẳng thì lúa được giáp tháng rồi, phát triển cũng tốt, nhưng mà định bón phân đón đồng thì tôi định bón rằng là trên một công 1.300 m² á sẽ bón 10 kg DOP, 7 kg kali và 3 kg ure. Xin hỏi với liều lượng như vậy thì có giúp cho cây lúa có đồng to hay không, và có làm cho cây lúa hạn chế được đổ ngã hay không? Tôi rất là lo sợ về cái đổ ngã này. Thì kính thưa anh Tuấn, thì cái quan mang của anh cũng giống như nhiều bà con nông dân đang giờ cái mùa mưa để chúng ta cân nhắc cái lượng bón phân đồng. Tại vì chúng ta nếu bón quá nhiều á thì mặc dù bông to nhưng mà nó sập, thành ra dễ thất. Nhưng mà nếu mà chúng ta bón ít á thì lại cái bông nó nhỏ, thành ra chúng ta không đạt năng suất. Thành ra anh đưa cái lượng phân mà đưa vào chúng ta 10 kg DAP, rồi 7 kg kali và 3 kg ure thì anh hỏi cái gì có đạt hay không. Thì chúng ta nhớ đầu tiên nhất, chúng ta để mà phân quá cái mầm qua tốt nhất á thì anh làm sao anh xác định được thời điểm đồng đồng 1 ly. Tức là anh xé làm sao mà cái cây lúa nó vừa có đồng đồng, thời điểm này nó sẽ phân quá cái mầm qua và tạo nhiều số hạt cũng như nhiều nhánh vé. Thành ra anh canh đúng thời điểm là một chuyện rất là quan trọng để chúng ta gia tăng được cái năng suất. Và thời diễn phân quá đồng này nó rất là ngắn, nó tầm khoảng vài ngày thôi. Thì anh đưa cái lượng phân vào là một ý để bổ sung dinh dưỡng, nhưng đồng thời chúng ta cần sự kích hoạt nhanh lẹ để cho nó phân quá nhiều cái mầm qua cái hạt lúa, gọi là hạt lúa non á, cũng như là nhiều cái nhánh vé. Thì chúng ta hỗ trợ từ phía trên bằng cái sản phẩm là cái bơm lower để cho quá trình này nó diễn ra nhanh và đồng thời nó chính xác với cái lượng phân bón anh đưa vào, là ý rất là quan trọng, ý số 2. Và cái ý số 3 đó, và cái insert yếu tố đổ ngã, thì ngay từ đầu chương trình là cái mục tiêu của chúng ta làm sao mà hạn chế đổ ngã. Thì ngay thời điểm này những lóng đầu tiên mà hình thành đó, anh lột ra đó, anh sẽ thấy có hai lóng, là lóng thứ nhất và lóng thứ hai khi mà nó hình thành đó. Thì lúc này anh đưa cái silimax vào làm sao cho những lóng này nó có cơ hội nó phình to, nó nén chặt dẻ lại, nó tránh bị dương dài, thì cái cơ hội mà đổ sập của anh sẽ đi. Thành ra chúng ta sẽ làm sao mà vừa có phân hóa mầm qua, đồng thời chúng ta sẽ có yếu tố mà cứng cáp để cho nó hạn chế đổ ngã. Và còn cái lượng dinh dưỡng anh đưa vào trên cái giống OM5451 á, thì trên một công 1.300 m² á, thì lúc đây là lúa mới giáp tháng, thì còn tầm khoảng một tuần lễ cho tới 10 ngày nữa thì lúa anh mới vô đồng. Thì lúc đó nếu anh kéo cái thước lên từ cái cây cao nhất á, anh kéo từ cái để cái mặt đất, anh kéo là cái lá cao nhất, nếu mà nó rơi vào tầm khoảng chừng nếu 5.5 tới 6 tấc á, thì có thể cái lượng phân bón anh tương đối chính xác. Nhưng mà nếu mà cái lúa anh nó cao hơn nữa, nó tầm khoảng 7 tấc, thì có thể cái lượng ure anh có thể bỏ đi khoảng từng 1 kg ure thôi, và cái lượng DB thì anh khoảng tầm khoảng 10 kg, và cái lượng kali thì cũng 7 kg. Thì lúc này để làm chi, tức là cái lúa nó dương dài mà yếu tố nước mưa hôm ngày mà nó xuống đó, thì đồng thời anh cắt cái lượng đạm, thì trong cái tương lai cái bệnh cháy bì lá cũng như bệnh lép vàng trên đồng ruộng của mình nó sẽ giảm đi. Thì yếu tố chúng ta anh sẽ giảm được nhiều yếu tố, là vừa chống được cái sập, vừa giảm được cái yếu tố cháy bì lá cũng như là lép vàng, mà đồng thời là cái đồng ruộng mình được bảo vệ an toàn. Thì tôi nghĩ đồng ruộng anh sẽ có năng suất tốt hơn trong vụ mưa này. Chúc anh thành công ạ. Dạ. Và những cái tư vấn vừa rồi của kỹ sư Phạm Văn Phước cũng đã giúp cho khán giả Lê Bá Tòng ở xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Hy vọng rằng khán giả Lê Bá Tòng cũng sẽ
điều khiển được cái ruộng lúa của mình để sắp bón phân đón đồng đạt được hiệu quả. Và tiếp theo là một câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Huấn ở Thạnh Trị, Sóc Trăng. Với câu hỏi này, Ngọc Mẫn xin kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn giúp cho. Là vụ hè thu này thường thì mỗi năm mưa gió bất thường rải phân rồi nhưng chậm phát triển như lúa không ăn phân. Xin hỏi nhà khoa học có biện pháp nào để xử lý cho lúa ăn phân, rễ phát triển mà không có bị vàng? Thì cái này tôi chẩn đoán nó có thể là có những cái tình huống như thế này, có những trường hợp như thế này. Một là trong cái vụ hè thu thường thường thì em ở Sóc Trăng, Thạnh Trị, nếu mà không có mặn thì trong cái vùng này thì nó có thể là nó có phèn. Nếu mà cái rễ lúa mà nó bị phèn thì nó cũng không ăn phân được. Thì trong lúc này em phải xả bỏ cái nước phèn đó đi. Rồi em kiểm tra lại cái độ chua. Nếu mà vẫn còn chua thì em tiếp tục bón vô và em rửa nó. Để làm sao cho trong cái độc chất phèn ở trong đất không còn nữa. Rồi sau đó em mới tái tạo lại bộ rễ. Thì cái bộ rễ hồi nãy là kỹ sư Phước cũng đã có hướng dẫn để làm sao cho cái bộ rễ của nó phát trở lại. Cái đấy là một cái tình huống thứ nhất. Một cái tình huống thứ hai đó, nhiều khi nó bị sốc nhiệt. Em biết rằng trong cái vụ hè thu này cây lúa dễ bị sốc nhiệt lắm. Nhiều khi bà con bón phân thấy không ăn được thì cứ bón tiếp và mới không ăn được là nó bị sốc. Nhổ lên thì cái rễ thì thấy nó cũng không phải là có bị tổn thương do phèn hay là do độc chất hữu cơ. Nhưng mà nó bị sốc nhiệt của thời tiết. Mà cái chỗ này thì trong cái thời gian trước đây đó, trong mấy cái tuần lễ trước thì bà con thấy là nắng nóng rất dữ. Thì cái cây lúa của mình nó vàng hoài. Thì trong những trường hợp vậy là em phải chống sốc cho cái cây lúa. Mà chống sốc cho cây lúa thì tôi nhớ hồi nãy là kỹ sư Phước cũng có nói cái hoạt chất nó gọi là brassinosteroid. Cái đó là nó chống sốc cho cây lúa rất tốt. Thì sau đó, sau khi em chống sốc cho cái cây lúa qua cái thời kỳ sốc rồi, thì lúc đó em bón phân nó mới ăn. Nên nhiều bà con khi mà cái thời tiết mà nóng như vậy, bà con bón tưởng rồi thiếu ăn, bón nó vô, bón hoài mà nó không ăn, tới chừng mưa xuống mát mẻ, cái nó qua cái cơn sốc, cái bắt đầu nó ăn mạnh, cái cây lúa nó phượt lên, cái lại dư đạm. Nên mình phải chống sốc cho nó thì bà con nhá phân vô thì nó mới có thể là ăn tốt được. Thành ra ở đây em muốn phải xem thử coi như vậy là em nhổ cái bộ rễ lúa lên. Nếu mà nó bị ngộ độc phèn thì em phải xử lý phèn như tôi nói. Còn nếu mà bộ rễ của nó bình thường mà nó vẫn không ăn được thì do bị sốc thì em phải chống sốc cho cái cây lúa của mình. Thì cái đấy thì em lưu ý, tôi đánh giá có thể là có hai trường hợp như thế. Cảm ơn những lời tư vấn từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Và tiếp theo là một câu hỏi được bộ phận thư ký ghi âm, câu hỏi của khán giả Trần Văn Sóc ở Tiền Giang. Xin mời bộ phận kỹ thuật hỗ trợ cho chúng tôi. Tôi tên Trần Văn Sóc, ở xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Xin cho hỏi ra Honda đó, thịt một con là bao nhiêu ? Một con 100g là bao nhiêu được ? Cảm ơn khán giả Trần Văn Sóc và xin được mời kỹ sư Phạm Văn Phước ạ. Dạ, thì kính thưa anh Sóc cũng như bà con xem chương trình, theo nghĩ chắc anh đang coi chương trình này rất là kỹ. Vì lúc chúng tôi đưa cái ra Honda ra, anh điện anh hỏi liền. Thì ra Honda là một sản phẩm mới của tập đoàn Lộc Trời đang phân phối vào thị trường ở Việt Nam. Và mình thấy cái ra Honda nó hay một chỗ á, là trong này nãy giờ chỗ thầy Vệ có nói là cái hoạt chất mà brassinolide đó, thì nó làm cho cây trồng mà chống sốc đó. Thì chính cái ra Honda này ra thị trường, anh nhớ nó có hai cái dạng dung tích bao bì. Thứ nhất là cái gói là 20cc và một cái chai là 100cc. Nếu điều kiện đất anh lớn thì anh có thể xài một dạng 100cc. Còn nếu điều kiện mà mình dễ pha trộn á, thì anh mua cái loại mà 20cc. Và khi cái liều sử dụng á, nếu anh sử dụng trên diện tích là 1000m2 thì anh sử dụng là 20cc. Thì nó sẽ chuẩn cho cái liều mà khuyến cáo. Còn nếu anh sử dụng một bình máy á, thì tầm khoảng từ 12-15cc thì sẽ rất là thuận lợi cho anh đi để mà chúng ta đưa vào đồng ruộng từ cái rai Honda. Dạ, cảm ơn. Tôi có thể thêm một ý này được không? Dạ, xin mời giáo sư. Dạ. Bởi vì em Sóc quan tâm tới cái này mà tôi thấy bà con của mình bắt đầu để ý tới cái việc là sử dụng hormone để mà chống sốc. Nên nhớ rằng đây không phải là cái phân bón lá. Cái này không phải là phân bón lá. Bởi vì phân bón lá nó là dinh dưỡng. Nên bà con có thể bón nhiều cho nó thì nó ăn nhiều, bón ít ăn ít. Nhiều nữa thì nó gây trái lá thôi. Chứ nó cũng không sao. Nhưng mà cái hormone đó thì bắt buộc là phải chuẩn về mặt liều lượng. Nghĩa là nhiều á thì có thể là hại lúa, nhưng mà ít á thì lại là cái tác dụng của nó gần như là không có. Nên bắt buộc mình phải dùng cái từ gọi là cái liều lượng rất là chuẩn thì cái tác động của nó là rất rất tốt. Nên đây là cái mà tôi nhắc nhở với bà con là phải coi coi nó
đây không phải là cái phân bón lá mà lại là một cái hormone. Nên mình xử lý trong những cái tình huống mà bàn nhau nãy giờ như vậy thì nó cho cái kết quả rất là tuyệt, với điều kiện là bà con mình dùng cái liều lượng theo như khuyến cáo. Xin được cảm ơn những cái lưu ý vừa rồi của giáo sư. Tiếp theo là một câu hỏi của khán giả Cao Ngọc Em ở Long An. Và với câu hỏi này, Ngọc Mẫn lại mời giáo sư tư vấn giúp cho. Tôi bón phân ure và DAP ở đợt đầu vì ruộng tôi bị phèn nên sau 4 đêm thì tôi lại tháo nước ra. Như vậy thì khi tháo nước phân có bị rửa trôi hay không? Và ruộng bị phèn thì khi lúa bị 18 ngày thì cần xử lý như thế nào để cho cây lúa khỏe? Em hỏi hãy ký đầu là em có bón cả ure và DAP. DAP thì tôi không lo lắm, bởi vì cái lân là chủ lực, mà cái lân đó nó cũng sẽ nếm một phần cái chất đạm. Nhưng mà chính cái ure nó nằm mình đó, mà mới có mấy ngày, 4 ngày phải không? Là em đã tháo nước ra, tức là em đã bỏ tiền một mớ rồi đó. Bắt buộc ở đây thường thường là tôi nói là phải giữ 7 ngày. Nếu như mà kẹt lắm thì 5-6 ngày, chứ còn giữ 7 ngày là nó mới an toàn. Có nghĩa là cái lượng dinh dưỡng của mình có mất nhưng mà nó ở cái mức thấp nhất. Rồi cái thứ hai là ở 18 ngày mà bị phèn. Thì bây giờ 18 ngày thì chắc là em cũng chưa có bón phân thúc lần 2. Thì bây giờ em xả nước phèn nó ra bỏ đi. Em xả nó ra rồi sau đó em mới kiểm tra lại cái độ chua. Dùng cái dụng cụ đo pH á. Nếu như mà em thấy cái pH nó trên 5,5 thì lúc đó em bắt đầu có thể là chuẩn bị để bón phân thúc đợt 2 được. Còn nếu như mà vẫn còn chua thì có thể là em bón cho nó thêm một ít vôi. Vào khoảng cái chừng 20kg vôi, 18 vôi nung á cho một công. 20, 30 gì cũng được. Rồi sau đó là em xả bỏ cái nước đó, rồi em đo lại pH lần nữa. Nếu trên 5,5 thì em tiến hành bón phân đợt 2 thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn giáo sư. Thưa bà con, khi chúng tôi thực hiện chương trình này thì khán giả Lê Văn Phụng ở xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú của tỉnh Sóc Trăng cũng có một cái thắc mắc gửi đến chương trình và đã được nhóm phóng viên chương trình ghi nhận lại qua một đoạn băng hình. Xin mời bộ phận kỹ thuật họ phát cho chúng tôi đoạn băng này ạ. Những ngày qua, mưa nắng đang xen ẩm độ không khí cao, ông Lê Văn Phụng thường xuyên kiểm tra trà lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh của mình. Ông thấy lá lúa xuất hiện vết chấm kim đặc trưng của bệnh đạo ôn. Nền đất nơi thấp, khó xí cạn nước, lo ngại bệnh đạo ôn sẽ kéo theo thối gốc vi khuẩn, nên muốn phối trộn thuốc trừ đạo ôn và thuốc ngừa vi khuẩn phun một lần. Tôi muốn hỏi hiện giờ lúa tôi bị đạo ôn chấm kim mà đang trời mưa thế này, rồi xịt á muốn kèm theo cái thuốc vi khuẩn như vậy, hỏi vậy xịt kèm theo thuốc như vậy có được không? Tôi xin hỏi thêm, từ lúc lúa làm đồng là đến chín á thì tôi phải xịt ngừa là vi khuẩn bằng mấy lần nữa mới đủ. Còn hỏi thêm ý nữa thì là mùa mưa thì vi khuẩn hay lây lan nhiều, như vậy thì phải làm cách nào xịt cho nó kết quả, nhờ hướng dẫn. Dạ, và cũng quan tâm giống như nội dung mà khán giả Lê Văn Phụng cũng vừa chia sẻ trong phóng sự, thì trên tay Ngọc Mẫn có câu hỏi của khán giả Trần Minh Lợi ở Mỹ Tú, Sóc Trăng, cũng hỏi về cái cách để quản lý bệnh đạo ôn với vi khuẩn và làm sao để quản lý từ giai đoạn đẻ nhánh đến về sau trong cái mùa mưa này. Xin được mời kỹ sư Phạm Văn Phước tư vấn luôn ạ. Dạ, thì kính thưa anh Lợi cũng như là chỗ anh Phụng, thì mình thấy anh quan tâm rất là chính xác. Tức là khi mà lúa mình ở chỗ ruộng của anh Phụng á, thì lúa mình khoảng 20 ngày thì mình thấy là đã có cái vết đạo ôn xuất hiện, mà qua cái băng hình mình thấy là nó đã lên cái đầu chấm chớm mắt én rồi. Thì anh quan tâm chỗ làm sao quản lý triệt để cái bệnh đạo ôn. Thì anh nhớ một điều, cái bệnh đạo ôn á là nó bất lợi khi mà cái mưa nhiều, và đồng thời ngay thời điểm này bà con nông dân lại có là nóng lòng muốn bón phân để cho nó kích chồi là nó sẽ đủ dinh dưỡng để chồi tối đa. Thì làm sao anh, nếu ruộng của mình á thì chúng ta tạm thời mình quản việc bón phân lại và chúng ta phun cái philia để chúng ta ngăn ngừa cái bệnh đạo ôn. Nhưng mà thường thường anh thấy cái ruộng anh lại đưa yếu tố là không có bỏ nước được, thành ra đạo ôn sẽ đi từ phía trên, nhưng mà từ phía nước đó khi mà cái đạo ôn nó gây hại thì cái lúa chúng ta nó bị giống như nó bị sượng lại, thì đó là cái cơ hội cái bệnh mà vi khuẩn nó đi theo. Mà đặc biệt cái vi khuẩn mà thối thân, thì mà cái thối thân nó vừa quánh từ phía trên vừa quánh từ phía dưới thì cái ruộng chúng ta rất là dễ bị hư hại. Thành ra chúng ta điều kiện đầu tiên chỗ anh Phụng đó, thì chúng tôi khuyên anh nên làm sao mà tạo điều kiện chúng ta bơm nước ra để chúng ta bỏ đi cái độc chất đó, và kế tiếp chúng ta nên xử lý bằng cái philia và cái totan để chúng ta vừa chặn cái bệnh đau ôn mà đồng thời chúng ta chặn luôn cái bệnh vi khuẩn mà thối thân. Đó là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba, nếu trong vài ngày tới mà nếu có mưa
mà anh không thể nào không thể nào phun thuốc bằng cái Filia và Totan á, thì chúng ta đưa yếu tố vào bột mà anh đứng từ trên bờ ruộng á, anh phun trực tiếp vào ruộng, đặc biệt cho nó dính trên lá. Tại cái ruộng anh lúc này còn nhỏ, khoảng 20 ngày thì có thể vô nó sẽ rớt xuống đất được. Thành ra anh chỉ cần đi trên bờ ruộng và chúng ta lấy vào bột chúng ta bắn làm sao mà cho nó dính trên lá và nó rớt xuống đất được. Thì cái cơ hội mà phòng trừ trong mùa mưa đó, mình không phun thuốc được thì mình phun vôi, thì cái cơ hội quản lý bệnh của mình sẽ tốt hơn. Và yếu tố mà chỗ anh lợi á, thì anh nghĩ làm sao mà từ đây tới đó để nhánh về sau mình phun bao nhiêu lần nữa thì mình quản lý cái bệnh vi khuẩn. Thì bà con mình nhớ á, dọn để nhánh làm đồng trước chỗ và sau chỗ chúng ta còn 4 cái lần phun, rất là quyết định để chúng ta quản lý cái bệnh mà vi khuẩn. Thành ra những cái lần này nếu mà đối với vi khuẩn thì anh đưa vào yếu tố Totan trong 4 lần trong mùa mưa này, thì cái cơ hội sẽ quản lý cái bệnh mà vi khuẩn sẽ tốt hơn. Và cái lưu ý của tôi đối với anh á, là khi mà lúa chúng ta càng lớn thì vô mùa mưa, thì khi mà lúa còn ướt sương thì anh tránh cái tình trạng chúng ta lội vào ruộng khi mà còn lá còn ướt. Để chi khi mà chúng ta lội vào thì vi khuẩn sẽ bám lên quần áo cũng như là qua cái vết xước thì sẽ lây lan rất là nhanh. Thì chúng ta kết hợp nhiều yếu tố lại thì chúng ta sẽ quản lý được cái bệnh vi khuẩn và bệnh đồ ôn trong mùa mưa sẽ tốt hơn ạ. Dạ, cảm ơn kỹ sư Phạm Văn Phước. Và tiếp theo chúng tôi cũng xin mời bộ phận kỹ thuật phát câu hỏi ghi âm của khán giả Đoàn Thụy Thơ ở Vị Thủy, Hậu Giang. Đoàn Thụy Thơ ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Xin hỏi như đất mình 55 ngày đó mà giờ nó bị phèn, nó bị cháy lá đó, mình có thuốc gì để thận chế hay là sử dụng sao cho nó hết phèn không vậy? Với cái mình hỏi sao lúa mình như nó cho nó loại thuốc mà cho cứng cây á. Dạ, dạ, dạ xin cảm ơn ạ. Và chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi của khán giả Trần Thanh Tùng ở Châu Thành, Sóc Trăng. Thì khán giả cũng có cái quan tâm giống như khán giả Đoàn Thị Thơ á, là đất ruộng bị phèn, hàng năm xả xuống thì rễ bị phèn bó lại không phát triển được, chỉ ra mọng, chết dần dần. Xin hỏi là có cách nào để giúp hạ phèn để giúp cho rễ lúa phát triển tốt? Và với nội dung câu hỏi của hai khán giả này thì xin được mời tư vấn từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Huệ ạ. Em Thơ và em Tùng biết đó là đối lại với cái phèn đó, thì cái chuyện trước tiên là mình phải ngăn chặn đừng cho nó lên trên mặt đất. Hai em mà bị như vậy là do cái quản lý, cái chuyện trước tiên là quản lý không có cái gọi là cái điều kiện để mà ém phèn. Bởi vì phèn nó nằm sâu ở trong đất á, nên nếu như mình không dùng nước để mà mình ém nó thì nó sẽ trào lên trên. Nhưng bây giờ hai em đã để cho nó lên trên rồi, thì như vậy là phải, cái chuyện trước tiên là phải rửa bỏ. Mà muốn rửa bỏ như vậy là phải đưa nước vào rồi cho nước nó thoát đi. Rồi sau đó em có thể là bón vôi rồi dùng cái giấy hay là cái dụng cụ đo pH để kiểm tra lại cái độ chua ở trong ruộng, nghĩa là trong nước ruộng của mình. Nếu mà cái pH nó trên 5,5 thì lúc đó mới là an toàn, thì em mới tính cái việc gọi là bón phân cho nó. Thành ra đối với cái trường hợp của em Tùng thì em nói rằng bây giờ nó phèn thì mình phải giải quyết nó là như vậy. Còn em Thơ cũng hỏi vụ phèn. Còn em Thơ có hỏi thêm cái cứng cây. Thì cái cứng cây này nãy giờ chúng ta có bàn với nhau rồi. Bây giờ muốn mà cho cái tế bào của nó cứng á, thì cái chất canxi nó giống như là xi măng vậy đó, nó làm cho các cái tế bào nó cứng chặt lại, nó dính chặt lại như nhau như thế này. Còn kali thì nó làm cho cái thành ống nó sẽ dày trở lên, và cái silic á, thì nó quá gỗ nó làm cho cứng chắc. Mà như vậy thì không phải là làm cho cái thân lúa không, mà cả luôn cái lá lúa. Mà cái lá lúa nó đứng như thế này thì nó quang hợp tốt, nên nó cũng và giúp cho cái việc tạo ra đường bột để mà tăng năng suất. Nên tôi không biết nói cái này thì nó có lộ cái hỏi đáp án của anh ấy không, chứ còn ở trong cái CDMAX nó có ba chất này mà nó đảm nhận được ba cái việc hay là như vậy. Thành thử ra em Thơ có thể là gửi ngay cái này về để trả lời với anh Phước ở chỗ đó. Thì ở trong cái sản phẩm đó thì nó có ba cái chất này sẽ giúp cho cái cây lúa của mình, cái thân thì cứng chắc, còn cái lá thì nó sẽ được đứng thẳng hơn. Dạ. Xin được cảm ơn giáo sư. Và tiếp theo thì xin được mời kỹ sư Phạm Văn Phước sẽ tư vấn cho khán giả Lý Văn Tân ở Long Phú, Sóc Trăng. Khán giả có nêu cái trường hợp của mình là lúa dùng đất của anh á, là không thoát nước được, lúa được 2 tuần nhưng mà bị cái lóng nó vương lóng lên và lớp lá. Nếu tôi dùng Silimax và Bơm Blower thì có hạn chế được cái trường hợp mà lúa nó vương lóng hay không, và hạn chế được đổ ngã hay không ạ? Dạ. Thì kính thưa anh Tân, thì mình muốn làm sao để cho nó càng thấp
và nó ít bị dương đi và nó sẽ chống được cái đổ sập trong cái mưa sắp tới. Thì anh đưa vào tổ Silimax để bơm để chúng ta quản lý. Thì ở đây thì chúng ta nhớ điều là chúng ta phân tích rất là nhiều vai trò của Silimax trong từ đầu chương trình tới giờ. Thì anh nhớ tổ đầu tiên mà nhưng mà chúng ta chỉ kết hợp thêm cái chuyện làm sao chúng ta rút nước được. Tại vì chúng ta ngâm nước hoài thì cái lóng nó sẽ ngâm hoài, và khi ngâm hoài thì cái lóng từ phía dưới nó bị mềm đi, và nó nghe từ đầu chương trình chúng ta thấy là cái hình chúng ta cái lóng nó bị mềm thì dễ bị sập hơn. Thành ra chúng ta siết nước yếu tố đầu tiên anh phải làm để chúng ta quản lý cái đồng ruộng của mình. Và khi mà siết nước rồi thì lúc này anh đưa vào cái bơm thì Silimax nó sẽ kích hoạt cái bộ rễ nó phát triển ra, và đồng thời cái Silimax nó sẽ làm cho những cái thành vách mà nó bị ngâm nước lâu ngày đó nó mềm, thì cơ cọ nó sẽ cứng chắc lại, thì lúc này cái đồng ruộng anh sẽ được quản lý tốt hơn. Và chúng ta cũng không quên một điều là khi mà lúa anh là 2 tuần thì cái cơ hội lúc này cái bộ rễ nó rất là non nớt, thành ra chúng ta có thể là đưa Silimax và bơm một lần, và sau đó sau cử phân thứ hai nếu anh thấy mà tình trạng cái lúa chúng ta vẫn còn mềm, cái lá vẫn còn lợp, thì anh lặp lại thêm một lần Silimax nữa, thì lúc này cái cơ hội cái đồng ruộng mình sẽ cứng chắc và cái bộ lá mình sẽ khỏe hơn ạ. Dạ, cảm ơn những cái tư vấn của kỹ sư Phạm Văn Phước. Tiếp tục là một câu hỏi của khán giả ông Thạch Úc, và xin được mời giáo sư sẽ tư vấn giúp. Khán giả ông Thạch Úc ở Trà Vinh phải có nêu cái trường hợp là lúa tôi được 30 ngày nhưng mà phát triển không đồng đều, cái chỗ cao chỗ thấp, vậy thì có cái cách nào để điều chỉnh ruộng lúa phát triển đồng đều nhưng mà không làm bộc phát đạo ôn ạ? Bây giờ tôi thấy là em nói rằng có chỗ cao chỗ thấp mà cái chiều cao của cái cây lúa như vậy là nó cũng chưa đạt yêu cầu, thì lúa mình còn nhỏ thì nhất định là phải cho ăn thêm đạm rồi. Bởi vì đứa trẻ nhỏ cũng vậy nữa, muốn cho mà nó cao lớn thì phải cho nó ăn thịt nhiều, tức là cái chất đạm nó mới trọt lên. Vì cái chất đạm khi vào trong cây thì nó sẽ kết hợp với hormone tăng trưởng để nó đẩy lên. Nhưng mà nếu mà em cho ăn nó quá độ thì rõ ràng là em sợ cái bệnh đạo ôn bộc phát, thì cái chuyện đó là đúng rồi. Nên ở đây đó, nếu mà đứng về mặt liều lượng thì em nên dùng cái bảng so màu lá đó để mà em kiểm soát, nghĩa là cái mức độ cái liều lượng bón nó phù hợp lại với cái tình trạng của cây lúa. Bởi vì tôi không biết ở đây đó là cây hiện giờ thì cái tình trạng sức khỏe của cái cây lúa của em, cái lá lúa nó xanh hay là nó vàng như thế nào, thì giờ em phải dùng cái so màu lá để em làm. Và cái thứ hai là cái dạng phân mà đạm mà em cung cấp cho cái cây lúa, thì nãy giờ chắc em cũng nghe nhiều nông dân ở trong cái phóng sự cũng nói đó, sẽ dùng cái loại đạm mà đạm đen để nó có cái humic và cái phun viết để nó kềm giữ là cái chất đạm, để xong có nghĩa là cái cây lúa nó sẽ ăn một cách ồ ạt để mà nó có thể nó bị lợp lá. Thì em cũng lưu ý cái cách mà sử dụng của một số nông dân ở trong các phóng sự mà đã nói trước đây, để mà em sử dụng cái dạng đạm nó phù hợp, tức là liều lượng, dạng đạm. Còn cái thời điểm bón thì lúc này thì em sẽ theo những cái giai đoạn của cây lúa em bón, thì cái đó là đúng rồi. Dạ, cảm ơn giáo sư. Thưa bà con, mặc dù thời gian giao lưu giữa các nhà khoa học với bà con chúng ta chỉ hơn 50 phút, nhưng mà chúng tôi rất là hy vọng rằng bà con đã thật sự có những cái thông tin hữu ích để điều khiển ruộng lúa trong vụ hè thu này. Và kính chúc bà con sẽ quản lý ruộng lúa tốt, mà hạn chế giảm thật tối đa cái việc đổ ngã trong vụ hè thu năm nay bằng cái biện pháp vừa giúp cho bộ rễ ăn sâu bên dưới, vừa giúp cho cây lúa cứng cây. Dạ. Và thưa quý khán giả, thưa bà con, thì đầu chương trình bà con có tìm hiểu về cái chương trình khuyến mãi mà Lộc Trời đang gửi đến cho bà con nông dân chúng ta, đó là chương trình cào nhanh tay trúng ngay SH với sản phẩm là Silimax, Bumblower, Kinalut và Totan. Ngay sau đây xin kính mời bà con tiếp tục tìm hiểu về chương trình khuyến mãi cào nhanh tay trúng ngay Alex. Tập đoàn Lộc Trời và công ty Sinseta chúc mừng nông dân may mắn được trúng xe Alex trong chương trình cào nhanh tay trúng ngay Alex. Mùa này xài Philia lúa sạch đậu ôn còn trúng xe lắp nữa không? Quá bất ngờ, quá vui, xài Amita tốt lúa trúng mà còn trúng xe bà con ơi. Chương trình cào nhanh tay trúng ngay Alex dành cho bà con mua Sofit Amista Top Philia Team Super với cơ hội trúng thưởng cực lớn, tổng giá trị giải thưởng trên 6 tỷ đồng, bao gồm 38 xe Aplex, 100 chiếc vàng SJC, 1.000 nón bảo hiểm cao cấp cùng hàng trăm ngàn giải thưởng hấp dẫn khác. Chương trình thực hiện đến hết 20 tháng 9 2019. Dạ, và xin được mời kỹ sư Phạm Văn Phước sẽ công bố kết quả câu hỏi đố vui và những khán giả may mắn của chương trình hôm nay. Dạ, thì kính thưa bà con, thì đáp án hôm nay đáp án đúng nhất là đáp án D. Thì có 3 khán giả sẽ được bầu chọn để mà chúng ta nhận quà.
Thứ nhất là anh Nguyễn Văn Sáng ở Dòng Riền, Kiên Giang với số điện thoại là 0774 845 598. Và nông dân thứ hai là anh Nguyễn Tấn Liêu là ở Tri Tôn, An Giang, 0963 071 207. Và nông dân thứ ba là chúc mừng anh Dương Văn Tám ở ngã năm Sóc Trăng với số điện thoại là 0985 821 034. Và xin chúc mừng ba bà con ạ. Dạ, cảm ơn kỹ sư Phạm Văn Phước và xin chúc mừng ba bà con đã may mắn nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình hôm nay. Kính thưa quý khán thính giả, thưa bà con, chương trình tọa đàm trực tiếp nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng với chủ đề biện pháp hạn chế lúa bị đổ ngã do Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng và Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện đến đây là hết. Nội dung chương trình hôm nay sẽ được phát lại vào ngày mai 15 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2019 cũng trên kênh truyền hình STV1. Hoặc bà con muốn theo dõi nội dung chương trình này, xin mời truy cập vào địa chỉ trang web www.tht.vn. Kỳ tới thì chương trình sẽ trở lại với bà con vào lúc 19 giờ ngày thứ Tư ngày 10 tháng 7 năm 2019. Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi và tham gia giao lưu cùng với chương trình. Đến đây thì Ngọc Mận xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Cảm ơn kỹ sư Phạm Văn Phước đã nhiệt tình tư vấn cho bà con. Và rất cảm ơn bà con và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi và giao lưu với chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.